Dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Chào chú anh chị đang xem live nha. Bên em có những cái đồng hồ nam nè cô chú anh chị, đồng hồ nam nha. Đây. Đồng hồ nam, đồng hồ nữ cô chú anh chị ơi. Có những cái con Longines hoặc là những cái con Longines nè cô chú anh chị. Tại vì em quay hai máy mọi người thông cảm cái vấn đề mà nó hình ảnh xíu nha. Em giao cho từng máy coi ha cô chú anh chị ơi. Rồi lên giùm em mã số 1 của chú anh chị ơi, con Longines này mặc 40 giùm em nha. Đây. Con này con cơ lộ nè cô chú anh chị, cơ lộ giùm em nha. Mặc 40 cơ lộ của chú anh chị ơi. Đó. Coi con này 1 triệu mốt của chú anh chị nha, dây da thì rất là xịn nè cô chú anh chị, đeo là fashion luôn. Quá trời đẹp luôn nha. Mã số 1 giùm em 1 triệu mốt nha cô chú anh chị. Rồi có cái con này cũng là con cơ nữa nè. Con này thì có 850 thôi. Con này dây màu nâu nha cô chú anh chị. Con này nó là orange gì nè. Đó. Con này là mặc cầu lòi luôn cô chú anh chị nha. Đây. Nói chung là nó thường là cơ là máy cơ nó độn lên mọi người. Rồi nên nó là cái phần mặt này nó hơi dày một xíu, nó tầm nửa xe nữa cô chú anh chị ha. Rồi con này giùm em mã số 2 850.000 cô chú anh chị ơi. Organ mã số 2 850.000 dây da nha, cơ lộ giùm em nha cô chú anh chị. Em bao ship cho mọi người toàn quốc nha. Đơn hàng trên 500 là bên em bao ship cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi em có một cái con Longines nữa nè. Longines này cũng cơ lộ luôn cô chú anh chị. Đây. Rồi con này dây mắt xích nè, cho ai thích mặt sáng giùm em mã số 3 ha. Chữ La Mã luôn cô chú anh chị, cơ lộ giùm em nha. Em lan la hai má xin lỗi mọi người thông cảm giùm em nha. Con này 850 luôn mã số 3 giùm em, mặc 40 nha cô chú anh chị. Cơ lộ nha, dây mắt xích nha. Cái này mình đeo qua mình tay nhỏ thì mình thâu về mình thâu lại giùm em nha. Mã số 3 giùm em cô chú anh chị. Rồi em có mấy con này nè. Con này nó hình như là nó hình ảnh như nha, mình hình như là mình nếu mà vợ chồng á là mình có thể đeo được hai màu. Đó, hoặc là đàn ông có thể đeo được màu này luôn cô chú anh chị nha. Con này có 350.000 à. 350.000 à mà cô chú anh chị mặc 40 nha. Dây mã số 4 có hai màu cô chú anh chị ha. Mặc 40 giùm em, dây mắt xích luôn, xài pin nha cô chú anh chị, xài pin nha. Xài pin giùm em luôn. Dây quá đẹp luôn nè cô chú anh chị ơi. Có hai màu ha. Dây thép, mắt xích. Đó. 350.000 cô chú anh chị nha. Nè mấy chị ơi, nè mấy chị đeo này đẹp nè. Cái này chỉ có 250.000 thôi, con này dòng Gucci. Đeo cưng lắm cô chú anh chị ơi, Gucci giùm em ha. 250.000 nha. Mặt dẹp dẹp nhỏ nhỏ xinh xinh, tay ai gọn gọn tầm 50 kg á cô chú anh chị, 50-52 kg rồi đó. Mà cái này đẹp lắm nha. Dễ thương lắm, khỏi đeo vàng cũng xịn luôn. 250.000 giùm em mã số 5 nha. 250.000 giùm em mã số 5 của chú anh chị. Em có một con Metro này mặc 40 nè. Con này mày là hàng Nhật, em ba máy Nhật cô chú anh chị luôn, còn chạy đồ ok là cô chú anh chị nha. Đó, ngon lành chưa? Dây da em bao 90% cho cô chú anh chị luôn. Con này em sale cho mọi người 1 triệu 3 nha. Metro em sale cho cô chú anh chị 1 triệu 3 luôn nha. Đây. Em có một con Senko, con này cơ lộ nè cô chú anh chị. Senko cơ lộ giùm em ha. Senko này mặc vuông nè. Mặt này cũng 40 nha, mặt màu xanh quá sang luôn cô chú anh chị ơi. Mặt xanh dây da giá là 2.050.000 cô chú anh chị. 2.050.000 automatic luôn cô chú anh chị nha. Dây da giùm em. Rất là xịn nha. 2.050.000. Rồi em có một cái mấy cái này của hàng LV nè. LV của chú anh chị ơi, của nữ đeo. Màu hồng nha. Đây. Mặt là 35 của chú anh chị, mặt 35 giùm em ha, 250.000. 250.000 của chú anh chị, đeo rất là đẹp nha. Tay to đeo cũng được, tay nhỏ thì mình cắt mắt giùm em nha. Tay nhỏ mình cắt mắt giùm em. Có một con Gucci nè, cái này cũng như dây mì vậy đó cô chú anh chị. Nó rất là mềm ha. Gucci dây trắng mặt tròn, cái này mặt 25 của chú anh chị nha. Con Gucci này dây trắng nè. Rồi ai thích thì chốt giùm em ha, gọi số hotline. Con này 250.000 cô chú anh chị ơi. 250.000 nha. 250.000 giùm em. Gucci nữ đeo, cái này mình mua cho mấy chị mình là 8 tháng 3 rồi đó cô chú anh chị. 8 tháng 3 đều đeo cho nó đẹp.
ga đô của nữ hoặc nam đeo cũng được. Cái này cô chú anh chị, con này mặt to nha, cái này tay đeo đẹp lắm, tay chị nào mà to to đeo đẹp lắm. Rồi cái này là 35 đó cô chú anh chị, con ga đô giùm em nha, dây quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Con này 850 nha, 850 ra đô giùm em. Cô chú anh chị cứ nói tên và cái giá tiền là bên em biết đường là chốt luôn cô chú anh chị, khỏi cần mã số. Nhiều khi em nói nhiều mã số á mà người quên, mọi người không nhớ nổi luôn á. Rồi bên em có những cái mặt hàng nhà sữa tắm Thái, xà bông nam, xà bông nữ của chú anh chị, sữa tắm nữ ha, có xà bông cục nữa của chú anh chị ơi. Cái này thì em có cái phần của đây, thơm quá à, chưa mở hết luôn mà nó thơm lắm của chú anh chị ơi. Hàng của Thái nhưng mà công nghệ của Mỹ giùm em nha, công nghệ của Mỹ, nó của Organ nè, cái gì Oxon là của biển, cái gì biển kìa. Này một cục em bán 35.000 cô chú anh chị. Một cục bán 35.000 nghe, có xà bông cục. Xà bông cục mình để không gì nè, trong tủ đồ á cũng thơm lắm cô chú anh chị, trong tủ đồ cũng thơm lắm nha. Mình xài chà lưng nó cũng trị mụn viêm trên lưng cô chú anh chị ha. Hoặc là để trên những cái lavabo mình rửa tay á cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Nào mà có nhà hàng khách sạn rồi đó, mình để trên lavabo hoặc là trong nhà mình mua cái này nó rất là ngợi. Em bán 35.000 một cục ha cô chú anh chị. Nó tầm 150-200g thôi. 35.000 em có cô chú anh chị mua lên số lượng giùm em ha. Đó. Rồi em có cái xà bông này nè cô chú anh chị, 3-1 của nam nha. 3-1 của nam luôn. Cái này là 1000ml luôn cô chú anh chị. Hàng là em bao chuẩn Thái cho cô chú anh chị luôn. 1000ml là xài lâu lắm đó nha. Xài lâu lắm luôn. Là với 3-4 tháng, 5 tháng 1000ml. Thường đó cô chú anh chị, xài rửa mặt, rửa tay được, tắm gọi nha. Coi bạn 170 giùm em cô chú anh chị ơi, 170 giùm em ha. Của nam xài được ok nè. Còn của nữ giùm em có hai cái sữa tắm thơm lắm cô chú anh chị, lưu hương nữa. Mọi người nào mà cô chú anh chị mà mình ở Sài Gòn á, hoặc là ở những cái miền Tây Ninh rồi đó, hay về An Giang núi Cấm, rồi xong cái mình đi cửa khẩu Tịnh Biên chơi á cô chú anh chị, mình đã từng mà mua rồi, mình có từng lưu luyến những cái mặt hàng sữa tắm hoặc là dầu gội bên em, nhưng mà không có cơ hội đi mua, thì cô chú anh chị cứ liên hệ số hotline 0703948359 để mình chốt đơn ha. Em vẫn giao cho cô chú anh chị ở trong nước ha, ở miền Tây hoặc là miền Bắc em vẫn giao cô chú anh chị nha. Rồi cái chai con dê này nè cũng là 170 cô chú anh chị, chai dê 170, nó là 1150ml cô chú anh chị. Là nhưng mà chưa tính cái bên ngoài nha, hàng Thái Lan luôn cô chú anh chị nha. Em bao chuẩn Thái cho mọi người nha. Đây, nó xài tới năm 2026 luôn, 170 luôn cô chú anh chị. Con dê, đây em có cái này là cô gái nè. Cô gái này mình thích cái nào mẫu nào mình mua mẫu đó. Đây cô gái hiệu Kore nè. Nói chung là cô chú anh chị nào từng mua sử dụng rồi, cô chú anh chị cứ có một cái dịp, nhân dịp nè, có like của em thì cô chú anh chị mua ủng hộ bên em ha, mình khỏi đi đâu. Nói chung là ship bên em chỉ tầm 20.000 thôi cô chú anh chị ơi. Coi năng lượng này, cái gì, cái này là hương thơm nhân cho hai luôn của chú anh chị. Chai Kore này là một cô gái này là 1.200ml, 1.200ml tương ứng với 1.2 của chú anh chị ơi, 170 giùm em luôn ha, 170 luôn cô chú anh chị. Đây 170 luôn nha. Em có kem đánh răng Thái, em có kem đánh răng Thái nè cô chú anh chị. Kem răng Thái hiệu con gát nè, 65.000 một cái chai luôn. Dung lượng bên trong là 150ml của chú, 150g của chú anh chị nha. 65.000 con gát có muối tinh, có bạc hà, nói chung là giảm viêm nú ok lắm của chú anh chị nha. Cái này 65, còn cái này là 50.000 nè, hiệu già của chú anh chị ơi, hiệu già 50. Nó có ải hương, có xả, có ông quế, có muối tinh, có muối là muối hồng đó mọi người. Còn ông già này đai ly nè, đây ly lại gì ta, tự nhiên cái em quên mất. Rồi cái này là 50 thôi, thì nó có 140g mà cô chú anh chị, 140g ha. Em còn cái gì thơm quá à, nó thơm nồng luôn á. Cái này dầu Thái của chú anh chị, dầu nước vàng á, mà là dạng chai to chứ không phải chai nhỏ nha. Chai to này 50 giùm em luôn nè, chai to 50 đó, chai to giùm em 50.000 một chai cô chú anh chị. Em có cái gì nhang mũi nè,
Nhân mũi này em bán một lốc 100, một dây một lốc như thế này là có 5 hộp của chú anh chị ơi. Có 5 hộp giùm em, nhân lượng nhân cho hai là diệt mũi hay có thể hai lần bình thường ha cô chú anh chị. Một lốc 100. Rất là nặng luôn, làm rất là nặng tay. Em có một cái bình giữ nhiệt này nè cô chú anh chị. Một cái bình này là 1000 ml cô chú anh chị ha, mắc in Thái Lan giùm em luôn nha. Cái này là mình để nước nóng và sữa cho em bé, hoặc là mình để nước trà mình chăm, hoặc là cái thảo dược gì đó cô chú anh chị mình để mình uống lọc mỗi ngày, hoặc là gạo lứt đồ này kia đó thì mình để ấm ấm trong đây uống rất là thoải mái cổ họng của mình đó. Giá là 350 ngàn cho một cái chiếc ấm như thế này nha cô chú anh chị. 350 ngàn một chiếc ấm như thế này nha. Bên em có bán bằng chải răng, có bán kem nè, có bán nhang thần tài nữa nè cô chú anh chị. Nhang thần tài nhà em bán là 130 ngàn một bịch như thế này nha cô chú anh chị. Nhang thần tài hiệu của con voi nè, hiệu voi nè, cái này rất là xịn nha, rất là xịn giùm em luôn. Mình có buôn bán ngấy ẩm gì đó thì mình đốt lên có một cái hương thơm rất là dễ chịu, nó cũng như tạo một cái vận may quay lại luôn cô chú anh chị ơi. Giá là 130 một tép nhang ha, 130 tép nhang giùm em luôn đó. Cô chú anh chị mua 2 tép, 2 bịch như thế này là 250 nha, 250 bên em bớt 10 ngàn đó. Đây cô chú anh chị, đây bên em có clear nam nữ, cái này nam nè, cái này nam nữ dùng được. Thiệt luôn, cái dòng Thái Lan này giùm em luôn là 410 ml cô chú anh chị mà có 130 ngàn à, mà em bao hàng là Thái Lan cho cô chú anh chị luôn nha. 130 ngàn dòng màu xanh là 410 ml cô chú anh chị. Thường là em từng đã đi mua á, nói chung là đang sử dụng luôn không biết nha. Cái vấn đề là một cái chai clear nhỏ thôi, chỉ là có 150 mấy gram, 56 gram cô chú anh chị là mua lên đến là 50 mấy ngàn rồi đó mọi người. Mà cái này là 400 mấy gram lận, 400 mấy ml lận á cô chú anh chị, là tương ứng 400 mấy gram, và mọi người mua có 130 ngàn. Đó, nam xài cái này ok nè, cái này nam nữ xài cũng được đó. Màu trắng này thì nó còn nhiều hơn nè, tới 400 480, gần nửa ký lô luôn, cũng có 130 cô chú anh chị nha, có 130 giùm em luôn đó. Cô chú anh chị có chốt nào thì gọi giùm em số hotline ha, 0703 948 359 cô chú anh chị. Em có kem xăm, có serum, có kem trị mụn luôn, có kem xăm hàng Thái Lan nè. Có mấy chị nào mà thường đó hồi mùa dịch có mua em thì mình đang tìm nữa thì mua em có lại nha. Kem xăm chất kem rất là cô đặc luôn cô chú anh chị, rất là cô đặc luôn nha. Đó, cái này là 20 gram giùm em luôn, 150 ngàn, 20 gram xài 3-4 tháng luôn nha, 150 ngàn cô chú anh chị ơi. Cỡ này kem nghệ nè, kem nghệ này chị mụn giùm em luôn, 120 quá trời đặc cô đặc luôn nè. Chị mụn mờ ném, mờ mụn thâm đồ đó cô chú anh chị, 120 ngàn nha. Serum cũng 120, serum cũng 120 luôn cô chú anh chị, cô đặc luôn. Cái này cũng chị mụn ok, mà xài kết hợp với kem là ok hơn nữa luôn cô chú anh chị đó. Có mấy chị bất động sản ở Sài Gòn luôn, mấy chị mà thường hay gọi em mua lại kem và serum lắm, 120 cô chú anh chị nha. Và ai thích gì thì chốt gọi giùm em số line 0703 948 359 nha cô chú anh chị, 0703 948 359. Cảm ơn mọi người theo dõi cái video này của em.